Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 76, phẩm và pháp giới thứ 39, 41 Ma Gia Phu Nhân hội duyên vào thật tướng. Bấy giờ thiện tài đồng tử một lòng muốn đi đến chỗ Ma Gia Phu Nhân, tức thời đắc được trí huệ quán cảnh giới Phật, bèn nghĩ như vậy: thiện tri thức này ra lìa thế gian, trụ nơi không chỗ trụ, vượt qua sáu xứ, lìa tất cả chấp trước, biết đạo vô ngại, đủ tịnh pháp thân, dùng nghiệp như huyễn mà hiện hóa thân, dùng trí như huyễn mà quán thế gian, dùng nguyện như huyễn mà giữ thân Phật. Thân tùy ý sinh, thân không sinh diệt, thân không đến đi, thân chẳng hư thật, thân chẳng biến hoại, thân không khởi tận, thân hết thảy tướng đều một tướng, thân lìa hai bên, thân không y xứ, thân vô cùng tận, thân lìa các phân biệt như ảnh hiện, thân biết như mộng, thân rõ như tượng, thân như mặt trời, thân hóa hiện khắp trong mười phương, thân trụ nơi ba đời không biến đổi, thân chẳng thân tâm như hư không, chỗ đi vô ngại, có mắt vượt các thế gian, chỉ có mắt thanh tịnh của phổ hiền mới thấy được. Người như vậy, này tôi làm sao mà được gần gũi hầu hạ cúng dường, cùng ở với Ngài, quán tướng mạo của Ngài, nghe âm thanh của Ngài, suy ngẫm lời nói của Ngài, thọ nhận lời dạy của Ngài. Nghĩ như vậy rồi, bèn có chủ thành thần tên là Bảo Nhãn, có quyến thuộc vây quanh, hiện thân ở trong hư không, có đủ thứ vật tốt đẹp dùng làm nghiêm sức, tay cầm vô lượng hoa báu nhiều màu, dài lên trên thân thiện tài. Nói như vậy, thiện nam tử nên giữ gìn tâm thành, tức là không tham tất cả cảnh giới sinh tử, nên trang nghiêm tâm thành, tức là chuyên tâm hướng về cầu nguyện lực của Như Lai, nên tịnh trị tâm thành, tức là rốt ráo đoạn trừ tham sèn, đố kỵ, xiểm nịnh, gian dối, nên mát mẻ tâm thành, tức là suy ngẫm thật tánh tất cả các pháp, nên tăng trưởng tâm thành, tức là thành biện tất cả pháp trợ đạo, nên nghiêm sức tâm thành, tức là tạo lập cung điện các thiền giải thoát, nên chiếu sáng tâm thành, tức là vào khắp đạo tràng tất cả chư Phật, nghe thọ pháp bát nhã ba la mật, nên tăng ích tâm thành, tức là khắp nhiếp đạo phương tiện của tất cả chư Phật, nên kiên cố tâm thành, tức là luôn siêng năng tu tập hạnh nguyện phổ hiền, nên phòng hộ tâm thành, tức là thường chuyên ngăn ngừa bạn ác ma quân, nên dũng suốt tâm thành, tức là mở dẫn trí quang minh của tất cả chư Phật, nên khéo bồi bổ tâm thành, tức là nghe thọ pháp của tất cả chư Phật nói, nên phù trợ tâm thành, tức là tin sâu biển công đức của tất cả chư Phật, nên rộng lớn tâm thành, tức là đại từ khắp cùng tất cả thế gian, nên khéo che tâm thành, tức là tích tập các pháp lành dùng che phía trên tâm, nên rộng rãi tâm thành, tức là đại bi thương xót tất cả chúng sinh, nên mở cửa tâm thành, tức là đều xả bỏ hết thảy tùy chỗ đáng được bố thí cấp cho, nên mật hộ tâm thành, tức là phòng các ác dục đừng để cho vào được, nên nghiêm túc tâm thành, tức là đuổi các pháp ác đừng để nó ở trong tâm, nên quyết định tâm thành, tức là tập nhất thiết trí pháp trợ đạo luôn không thối chuyển, nên an lập tâm thành, tức là trải nghiệm hết thảy cảnh giới của tất cả chư Phật ba đời, nên sáng bóng tâm thành, tức là thấu rõ thông đạt hết thảy pháp môn đủ thứ duyên khởi trong chánh pháp luân tu đa la của tất cả chư Phật, nên bộ phận tâm thành, tức là bảo khắc cho tất cả chúng sinh biết rõ, đều khiến cho họ được thấy đạo nhất thiết trí, nên trụ trì tâm thành, tức là phát các biển đại nguyện của tất cả chư Phật ba đời, nên phú quý tâm thành, tức là tích tập chứa nhóm đại phước đức khắp cùng tất cả pháp giới, nên khiến cho tâm thành thấu rõ, tức là khắp biết pháp căn tánh dục niệm của chúng sinh, nên khiến cho tâm thành tự tại, tức là khắp nhiếp tất cả mười phương pháp giới, nên khiến cho tâm thành thanh tịnh, tức là chánh niệm tất cả chư Phật Như Lai, nên biết tự tánh tâm thành, tức là biết tất cả pháp đều không có tự tánh, nên biết tâm thành như huyễn, tức là dùng nhất thiết trí thấu rõ tánh các pháp. Phật tử, nếu Đại Bồ Tát tịnh tu tâm thành như vậy, thì sẽ tích tập được tất cả pháp lành. Tại sao? Vì trừ bỏ được tất cả các chướng nạn, đó là nạn thấy Phật, nạn nghe pháp, nạn cúng dường Như Lai, nạn giúp các chúng sinh, nạn tịnh cõi Phật. Thiện nam tử, Đại Bồ Tát nhờ lìa các chướng nạn như vậy, nếu phát tâm cầu thiện tri thức, thì chẳng dụng công sức liền sẽ thấy được, cho đến rốt ráo tất sẽ thành Phật.
Bấy giờ có thân chúng thần tên là Liên Hoa Pháp Đức và Diệu Hoa Quang Minh, vô lượng các thần vây quanh trước sau ra khỏi đạo tràng chùa trong hư không, ở trước thiện tài dùng âm thanh vi diệu khen ngợi Ma Gia Phu Nhân. Từ bông tai của Ma Gia Phu Nhân phóng ra vô lượng lưới quang minh sắc tướng chiếu khắp vô biên thế giới chư Phật, khiến cho thiện tài thấy tất cả chư Phật mười phương cõi nước. Lưới quang minh đó nhiễu bên phải thế gian một vòng, rồi sau đó trở về nhập vào đỉnh đầu của thiện tài, cho đến vào khắp các lỗ chân lông trên thân. Thiện tài lập tức đắc được mắt quang minh thanh tịnh, nên vĩnh viễn lìa tất cả tối ngu si, lìa được màn mắt, nên thấu rõ tánh của tất cả chúng sinh, lìa được mắt dơ bẩn, nên quan sát được tất cả môn pháp tánh, đắc được mắt huệ thanh tịnh, nên quan sát được tánh tất cả cõi Phật, đắc được mắt tỷ lô giá na, nên thấy pháp thân của Phật, đắc được mắt phổ quang minh, nên thấy thần Phật bình đẳng không nghĩ bàn, đắc được mắt quang minh vô ngại, nên quan sát được tất cả biển cõi thành hoại, đắc được mắt chiếu khắp, nên thấy được mười phương chư Phật khỏi đại phương tiện chuyển bánh xe chánh pháp, đắc được mắt thấy pháp giới, nên thấy được vô lượng chư Phật dùng sức tự tại điều phục chúng sinh, đắc được mắt thấy khắp, nên thấy được tất cả cõi chư Phật xuất hiện ra đời. Bấy giờ có La Sát Quỷ Vương thủ hộ Bồ Tát Pháp Đường, tên là Thiện Nhãn, cùng với quyến thuộc một vạn La Sát, cùng tụ hội ở trong hư không dùng các hoa đẹp rải lên trên thiện tài, nói như vậy: Thiện Nam Tử, Bồ Tát thành tựu mười pháp sẽ được gần gũi các thiện tri thức. Những gì là mười pháp? Đó là tâm thanh tịnh, lìa các xiềm định gian dối, đại bi bình đẳng nhiếp khắp chúng sinh, biết các chúng sinh không có chân thật, hướng về nhất thiết trí, tâm không thối chuyển, dùng sức tin hiểu vào khắp đạo tràng tất cả chư Phật, đắc được mắt huệ thanh tịnh, thấu rõ tánh các pháp, đại từ bình đẳng, che khắp chúng sinh, dùng trí huệ quang minh, chiếu thấu những vọng cảnh, dùng mưa cam lồ dưới nóng sinh tử, dùng mắt rộng lớn soi suốt các pháp, tâm thường tùy thuận các thiện tri thức, đó là mười. Lại nữa Phật tử, Bồ Tát thành tựu mười thứ môn tam muội thì sẽ thường hiện thấy các thiện tri thức. Những gì là mười? Đó là tam muội pháp hồng thành tịnh luân, tam muội quá sát biển mười phương, tam muội nơi tất cả cảnh giới không xả lìa, không khuyết giảm, tam muội thấy khắp tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, tam muội tích tập tất cả công đức tạng, tam muội tâm luôn không bỏ thiện tri thức, tam muội thường thấy tất cả thiện tri thức sinh công đức chư Phật, tam muội thường chẳng lìa tất cả thiện tri thức, tam muội thường cúng dường tất cả thiện tri thức, tam muội thường ở chỗ tất cả thiện tri thức không có lỗi lầm. Phật tử, Bồ Tát thành tựu mười môn tam muội này thì thường được gần gũi các thiện tri thức, lại được thiện tri thức truyền tất cả Phật pháp luân tam muội, đạt được tam muội này rồi đều biết thể tánh chư Phật bình đẳng, nơi nơi đều gặp các thiện tri thức. Khi nói lời này thì thiện tài đồng tử ngửa mặt lên không mà đáp rằng: lành thay, ngài vì thương xót nhiếp thọ tôi mà phương tiện dạy tôi gặp thiện tri thức, xin hãy vì tôi mà nói, làm thế nào đi đến chỗ thiện tri thức, cầu thiện tri thức ở phương xứ thành ấp nào? La Sát đáp rằng: Thiện Nam Tử, người nên lễ khắp mười phương để cầu thiện tri thức, chánh niệm suy ngẫm tất cả cảnh giới để cầu thiện tri thức, dũng mãnh tự tại du khắp mười phương để cầu thiện tri thức, quán thân quán tâm như mộng như bóng để cầu thiện tri thức. Bấy giờ thiện tài tiếp thọ lời dạy, lập tức thấy được hoa sen lớn từ dưới đất vọt lên, cộng bằng kim cang, bó đẹp làm tạng, mani làm lá, quang minh bảo vương dùng làm đài, hương bóng nhiều màu dùng làm nhụy, vô số lưới bóng che phủ phía trên. Trên đài có một lầu quán tên là Phổ Nạp Thập Phương Pháp Giới Tạng, nghiêm sức kỳ diệu, kim cang làm đất, có ngàn cột thẳng hàng, tất cả đều làm bằng mani báu, vách bằng vàng diêm phù đàn, các chuỗi báu thòng rủ tứ phía, thềm bậc lan can trang nghiêm khắp chung quanh. Trong lầu quán đó có tòa sen báu như ý, có đủ thứ các báu dùng làm nghiêm sức, lan can báu đẹp, y báu xen lẫn, trướng báu lưới báu dùng phủ phía trên, các phàn lụa báu giăng khắp chung quanh, gió nhẹ thổi động tỏa ánh sáng vang ra âm thanh, trong tràng hoa báu mưa xuống các hoa đẹp, trong lục lạc báu vang ra âm thanh hay, giữa những cửa báu thòng xuống các chuỗi ngọc, trong thân mani chảy ra nước thơm, trong miệng voi báu xuất hiện lưới hoa sen, trong miệng sư tử thổi mây diệu hương, bánh xe báu hình phạm vang ra tùy âm nhạc, linh kim cang báu vang ra tiếng đại nguyện của các bồ tát,
Trong nguyệt tràng bóng xuất hiện hình hóa Phật Tịnh Tạng Bảo Vương, hiện ra ba đời chư Phật thọ sanh thứ tự Nhật Tạng Ma Ni, phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương tất cả cõi Phật. Ma Ni Bảo Vương phóng ra quang minh viên mãn của tất cả chư Phật. Tỳ Lô Giá Na Ma Ni Bảo Vương nổi mây cúng dường để cúng dường tất cả chư Phật Như Lai. Châu Vương Như Ý niệm niệm thị hiện thần biến phổ hiền đầy khắp pháp giới. Tù Di Bảo Vương hiện ra cung điện trời, có các thể nữ trên trời đủ thứ diệu âm ca sướng khen ngợi công đức Như Lai vi diệu không thể nghĩ bàn. Bấy giờ Thiện Tài thấy tòa như vậy, lại có vô lượng chúng ngồi vây quanh, mà già phu nhân đang ngồi trên tòa đó thị hiện sắc thân thanh tịnh ở trước tất cả chúng sinh. Đó là sắc thân vượt ba cõi vì đã thoát khỏi tất cả các cõi, sắc thân tùy tâm ưa thích vì nơi tất cả thế gian không chấp trước, sắc thân khắp cùng vì đồng với số tất cả chúng sinh, sắc thân không gì bằng vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ cái thấy điên đảo, sắc thân vô lượng thứ vì tùy tâm chúng sinh hiện đủ thứ, sắc thân vô biên tướng vì khắp hiện đủ thứ các hình tướng, sắc thân khắp đối hiện vì dùng đại tự tại mà thị hiện, sắc thân hóa tất cả vì tùy theo sở ứng mà hiện tiền, sắc thân luôn thị hiện vì tận cõi chúng sinh mà vô tận, sắc thân không đi vì nơi tất cả loài không chỗ diệt, sắc thân không đến vì nơi các thế gian không chỗ sinh, sắc thân không sinh vì không sinh khởi, sắc thân không diệt vì lìa lời nói, sắc thân chẳng thật vì được như thật, sắc thân chẳng hư vì tùy thế gian hiện, sắc thân không động vì sinh diệt vĩnh viễn lìa khởi, sắc thân bất hoại vì pháp tánh bất hoại, sắc thân vô tướng vì lìa